Đứng trước mỗi bài thơ, chúng ta thường có những cảm xúc khác nhau. Vì thế, tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ Lục Bát. Tiết 41, 42, tập làm văn. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ Lục Bát. Các bạn theo dõi vào ví dụ sau. Bài ca có thể là lời của cô gái, nhân buổi sáng đi thăm đồng, lòng phơi phới ngắm nhìn cảnh đồng quê tràn đầy sức sống. Cô thấy chính cô cũng tươi trẻ, tràn đầy sức sống như những chén lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai kia. Phải chăng đó là một lời tự khen thầm kín và hồn nhiên? Đây là một đoạn trích ở trong bài Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng của tác giả Bùi Mạnh Nhị. Vậy thì các bạn hãy cho cô biết, thứ nhất, đoạn văn trên nói về vấn đề gì? Thứ hai là các bạn hãy nhận xét về hình thức, về mặt hình thức của đoạn văn trên, về số câu, dấu hiệu mở đầu, dấu hiệu kết thúc. Chúng ta thấy nội dung của đoạn văn là đề cập đến vấn đề lời ở trong bài ca dao Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, có thể là lời của cô gái. Số câu ở trong đoạn văn trên chúng ta thấy đó là 3 câu. Dấu hiệu mở đầu bằng chữ viết hoa, lùi vào đầu dòng. Dấu hiệu kết thúc là kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn, cụ thể ở đây đó là dấu chấm hỏi. Chúng ta thấy đoạn văn là gì? Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản với các đặc điểm. Về nội dung, biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn. Về hình thức thì do nhiều câu tạo thành, mở đầu bằng chữ viết hoa, lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ hoạt động nhóm. Cô yêu cầu các bạn hãy quan sát đoạn văn ở trong sách giáo khoa trang số 75 và hoàn thiện phiếu học tập số 1. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ Lục Bát. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi. Bài ca dao trên luôn gợi cho tôi những cảm xúc sâu lắng về công cha, nghĩa mẹ. Với âm hưởng ngọt ngào của thể thơ Lục Bát, bài ca dao làm tôi nhớ đến lời ru thân thương thuở nào. Những hình ảnh so sánh quen thuộc như núi ngất trời và nước ở ngoài biển đông giúp tôi hình dung về công lao không thể nào đong đếm được của đấng sinh thành. Đúng vậy, làm sao có thể kể hết bao khó khăn nhọc nhằn mà cha mẹ đã trải qua để nuôi dưỡng chúng ta nên người. Câu cuối, Cù Lao chín chữ ghi lòng con ơi, là lời dặn dò chân thành, tha thiết và cũng là lời dạy của người xưa về bổn phận làm con. Làm con là phải khắc ghi công ơn trời biển ấy. Những câu ca dao về tình cha, nghĩa mẹ như vậy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thơ bé, giúp tôi thấm thía những yêu thương mà mình nhận được trong đời. Chúng ta vừa theo dõi, đây là một đoạn văn mẫu. Bài của học sinh đã có sự chỉnh sửa. Bây giờ các bạn hãy hoàn thành cho cô phiếu học tập sau. Thứ nhất, về đặc điểm của đoạn văn và biểu hiện của đoạn văn như thế nào? Về đặc điểm, hình thức, cảm xúc, ngôi kể, nội dung mở đoạn, thân đoạn và nội dung kết đoạn. Tất cả những cái đặc điểm này thì có những biểu hiện như thế nào? Các bạn hãy hoàn thành vào trong phiếu học tập. Thứ nhất là về hình thức, là đảm bảo được hình thức của một đoạn văn gồm có 3 phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Về nội dung, chúng ta thấy đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ Lục Bát, sử dụng ngôi thứ nhất, đó là người kể, người viết xưng là tôi. Cấu trúc gồm có 3 phần: mở đoạn, giới thiệu nhan đề, tác giả và nêu cảm xúc chung. Thân đoạn, các từ ngữ, câu văn thể hiện cảm xúc của người viết. Và phần kết đoạn là khẳng định lại cảm xúc về bài thơ, ý nghĩa với bản thân. Quy trình viết. Chúng ta thấy quy trình viết một đoạn văn gồm có 4 bước. Bước thứ nhất là chuẩn bị trước khi viết. Bước thứ hai là tìm ý, lập dàn ý. Bước thứ ba là viết đoạn.
và bước thứ tư là xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Chúng ta cùng nhau đi vào bước 1, đó là chuẩn bị trước khi viết. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì trước khi viết? Đầu tiên là chúng ta xác định được đề tài. Yêu cầu đó là ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ lục bát có độ dài từ 150 đến 200 chữ. Chúng ta có thể xác định mục đích, trình bày cảm nghĩ của em về cái hay, về nội dung, nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ, từ đó giúp người đọc cảm nhận được tư tưởng, tình cảm mà tác giả gửi gắm ở trong bài thơ, thấy được tài năng nghệ thuật, sự sáng tạo của nhà thơ. Qua đó thì giúp cho người viết và người đọc rút ra cho bản thân những cái bài học ý nghĩa ở trong cuộc sống. Thứ hai là các bạn có thể thu thập tư liệu. Các bạn có thể tìm và chọn một bài thơ lục bát mà các bạn yêu thích hoặc là có cảm xúc đặc biệt để viết. Sau khi đã chuẩn bị xong bước 1, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước số 2, đó là tìm ý và lập dàn ý. Ở phần tìm ý này thì thứ nhất là các bạn đọc diễn cảm bài thơ vài lần để cảm nhận được âm thanh này, vần, nhịp điệu của bài thơ và những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em. Đặt ra và trả lời các câu hỏi, nội dung hoặc yếu tố nghệ thuật nào trong bài thơ làm cho em yêu thích. Từ đó thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của những từ ngữ, hình ảnh độc đáo và những biện pháp tu từ. Trả lời các câu hỏi. Vì sao em lại yêu thích và lý giải vì sao em có cảm xúc đặc biệt với bài thơ? Sau khi đã tìm ý xong thì chúng ta sẽ chuyển sang phần lập dàn ý. Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, chúng ta sẽ sắp xếp lại thành dàn ý của một đoạn văn. Thứ nhất, đối với phần mở đoạn, chúng ta sẽ giới thiệu bài thơ, tên tác giả và bày tỏ cảm xúc chung về bài thơ đó. Thứ hai là về phần thân đoạn, chúng ta sẽ trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ, chỉ ra nội dung cụ thể của bài thơ mà mình yêu thích, lý do vì sao mà em yêu thích, đưa ra phần bằng chứng. Thứ hai là chúng ta sẽ chỉ ra nét đặc sắc về nghệ thuật cụ thể của bài thơ mà em yêu thích và cũng đưa ra lý do mà em yêu thích. Các bạn lưu ý cho cô này, trong quá trình nêu cảm nghĩ, các bạn có thể lồng cảm nghĩ về cả nội dung và nghệ thuật bằng cách trích dẫn, dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ gợi cảm xúc trong bài thơ mà các bạn ấn tượng nhất. Các bạn sẽ chọn cảm nhận, chỉ ra cái hay của cách sử dụng thể thơ, nhịp thơ, sử dụng các yếu tố tự sự và miêu tả để biểu đạt cảm xúc, cái hay của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ mà các bạn ấn tượng nhất. Các bạn có thể đánh giá tài năng, tấm lòng của nhà thơ. Đối với phần này, khi mà đánh giá tác giả, cần chú ý tùy vào từng bài thơ để có sự đánh giá cho phù hợp. Cô lấy ví dụ, tài năng của tác giả chúng ta có thể đánh giá như sự quan sát tinh tế này, liên tưởng, tưởng tượng sáng tạo, độc đáo, ngòi bút tinh tế, sử dụng từ ngữ hay là những biện pháp tu từ đặc sắc. Tâm hồn của tác giả, ví dụ như là yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu con người, quê hương, đất nước, vân vân. Đó là về phần cảm nhận. Ở phần kết đoạn thì thứ nhất là các bạn khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và thứ hai là nêu ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân mình. Bước số 3 đó là viết đoạn. Từ dàn ý mà chúng ta đã chuẩn bị thì chúng ta sẽ bám sát vào dàn ý đó để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Khi viết thì các bạn cần lưu ý một số đặc điểm như sau. Về hình thức thì đoạn văn mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng, kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn. Các câu trong đoạn cần có sự liên kết chặt chẽ, dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ. Về nội dung
Các bạn cảm xúc của em về một bài thơ, ấn tượng về những nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ. Bước 4 đó là xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm sau khi mà chúng ta đã viết một đoạn văn hoàn chỉnh. Thì đối với phần này, chúng ta sẽ rà soát và chỉnh sửa bài viết theo những cái gợi ý ở trong bảng kiểm sau. Các phần của đoạn văn là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Nội dung kiểm tra đối với mở đoạn, chúng ta mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng. Nếu như ở chỗ này chưa đạt thì chúng ta phải chỉnh sửa đúng theo yêu cầu của đoạn văn. Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ, có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả nếu có và cảm xúc khái quát về bài thơ. Đối với hai ý này, nếu như còn thiếu thì chúng ta phải bổ sung cho hoàn chỉnh. Chú ý là tên bài thơ, tên tác giả cần được trích dẫn chính xác, đặc biệt gọi tên được cảm xúc của em khi đọc bài thơ. Thân đoạn, trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lý bằng một số câu, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật. Một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm, xúc trong bài thơ. Về kết đoạn, chúng ta sẽ khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân, kết đoạn bằng dấu câu, dùng để ngắt đoạn. Nếu như chúng ta thấy này, trong bài viết của chúng ta chưa có sự liên kết thì chúng ta cần phải chỉnh sửa và bổ sung để cho đoạn văn, bài viết của chúng ta được trôi chảy, mạch lạc hơn. Cùng là phần hướng dẫn về nhà. Thứ nhất là cô yêu cầu các bạn sẽ ghi nội dung của bài học ngày hôm nay và trong vở bài học. Chúng ta nếu như chúng ta nhìn thấy phần nào mà có hình cây viết thì chúng ta sẽ ghi cái phần đó vào trong vở bài học. Tiếp theo là cô yêu cầu các bạn sẽ làm bài tập. Các bạn hãy viết một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ Lục Bát mà các bạn yêu thích. Bất cứ bài thơ Lục Bát nào mà các bạn yêu thích, các bạn sẽ viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh từ 150 đến 200 chữ vào trong vở bài tập cho cô. Cuối cùng, cô chúc tất cả các bạn học tập tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi bài học ngày hôm nay.